năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu khả quan, GDP 5,98%, cao nhất kể từ năm 2011, lạm phát thấp nhất trong 10 năm qua, giải ngân FDI ghi kỷ lục mới với 12 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối cũng đạt được mức kỷ lục với 38 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt ngưỡng 150 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiền đề quan trọng để đất nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, vị thế, tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Trong bối cảnh chung của môi trường kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động kinh doanh tích cực, hoạt động hệ thống an toàn, ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động, quyền lợi của cổ đông và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Hòa cùng kết quả chung của hệ thống, BIDV Tây Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh doanh và đạt danh hiệu chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Sau đây là báo cáo tổng kết nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của chi nhánh.